Xin kính chào quý anh chị nhà đầu tư, những thành viên của cộng đồng di sản cổ phiếu tự do tài chính. Hôm nay là thứ bảy rồi và chúng ta lại tiếp tục gặp nhau để tìm ra chủ nhân của câu trả lời chính xác và may mắn nhất của tuần này, cũng như là đưa ra câu hỏi, các gợi ý cho mini game tuần tiếp theo. Vâng, hôm nay chúng ta như mọi lần sẽ điểm qua một chút về các dự kiện của mini game tuần vừa rồi, đó là tuần thứ 6. Cổ phiếu may mắn của tuần này chúng ta có chữ cái là V. Một số dự kiện như sau. Thứ nhất thì V sở hữu một cái thương hiệu đẳng cấp, có thể nói là thuộc top đầu trên thị trường quốc tế, và ở Việt Nam thì nó là số 1. Và thị trường xuất khẩu thì cực kỳ rộng lớn, trên có thể nói là rộng khắp 5 châu lục trên thế giới, và có được cái sự hỗ trợ rất đắc lực từ tập đoàn mẹ. Thứ hai nữa là với phân khúc kinh doanh của mình thì các sản phẩm của nó chủ yếu là thuộc các dòng sản phẩm cao cấp, chất lượng rất cao, đẹp và tinh tế, và vì vậy cái giá thành sản phẩm của nó cũng tương đối cao. Dự kiện thứ ba đó là về chiến lược của mình, thì V đang thực hiện mạnh mẽ những cái chiến lược mang tính là nội địa hóa những cái nguồn nguyên liệu đầu vào, và hoàn thiện cái chuỗi giá trị của nó, cũng như là đầu tư rất mạnh vào cái công tác nghiên cứu phát triển R&D. Vì vậy mà mỗi năm nó ra được rất nhiều cái dòng sản phẩm mới với chất lượng rất cao. Dự kiện tiếp theo đó là với cái nền tảng thiết bị sản xuất có thể nói là rất tiên tiến trên thế giới, thì nó đáp ứng được những cái việc mà có thể nói là sản xuất ra được những dòng sản phẩm chất lượng cao với cái tiêu chuẩn có thể đáp ứng được những cái tiêu chuẩn khắt khe nhất của các thị trường khó tính như là Nhật Bản, Mỹ, Canada và Tây Âu. Với những cái dự kiện về kinh doanh như vậy, nó giúp cho cái nền tảng về tài chính cũng như là tăng trưởng của cổ phiếu này, của doanh nghiệp này có thể nói là cực kỳ lành mạnh, ổn định trong rất nhiều năm. Là một trong những doanh nghiệp mà có thể nói là 10 năm qua là một trong những doanh nghiệp mà tăng trưởng mạnh nhất. Xét về góc độ lãnh đạo, cái dự kiện cuối cùng mà Justin đưa ra đó là với bản thân của Justin thì đánh giá rất cao lãnh đạo của doanh nghiệp này. Ông có một cái tài năng xuất chúng, tầm nhìn lớn và tham vọng nổi tiếng. Vâng, ngoài ra thì ông rất nổi tiếng với những cái thương vụ M&A, có thể nói là huyền thoại giúp vực dậy cái doanh nghiệp này, giúp cho trong vòng gần 10 năm qua nó từ một doanh nghiệp sa sút trở thành một doanh nghiệp có thể nói là số 1 trong ngành, top đầu trên thế giới, có thể nói là rất hiếm có tại Việt Nam. Vâng, đấy là cơ bản là 6 dự kiện mà AZFIN đưa ra cho cổ phiếu V của tuần này. Vậy thì với những dự kiện đấy, hãy cùng Việt Nam chúng ta đi xem là câu trả lời của cộng đồng chúng ta như thế nào nhé. Thì vâng, có thể nhìn rất nhanh ở đây chúng ta có các câu trả lời VCS. Vâng, VCS. Vâng, chị Kim Ngân Nguyễn thì đưa ra là VSC, nhưng mà sau đấy thì chị có đính chính lại là mình viết bị sai ký tự, sai thứ tự của ký tự. Ok ạ. Vâng, có thể nói là cũng như tuần trước, tương tự với câu trả lời là vâng, tương tự với VHM hay BLUE thì ở đây chúng ta có các cái câu trả lời rất tập trung, gần như hơn 200 câu trả lời. Chúng ta có một tuần vừa rồi là trả lời VCS rất tập trung. Vâng, ngược lên cũng vậy. Vâng. Như chị có thể thấy là bạn admin, bạn ấy thả tim, thả thương cho tất cả các câu trả lời. Sau khi chúng ta giả soát qua một lượt các câu trả lời thì nó cũng khó có thể đưa ra một cái đáp án chính xác hơn nữa cho tuần này. Vâng. Tuần này thì cổ phiếu của chúng ta chính xác là cổ phiếu VCS. Vâng, công ty VicoStone, công ty rất nổi tiếng trong ngành đá. Vâng, vậy thì với câu trả lời như vậy thì chúng ta sẽ điểm lại một chút xem là ở trong tuần này chúng ta có bao nhiêu câu trả lời chính xác nhé. Hãy cùng Ctrl F một chút ạ. VCS chúng ta có 192 câu trả lời trên tổng số 209 comment. 209 comment đâu đấy chúng ta đạt 90% gì đó. Ngoài ra thì chúng ta với chữ V, VHC, chúng ta có một câu trả lời. VSC chúng ta có 6 câu trả lời. Vâng, vậy thì cơ bản là câu trả lời của chúng ta khá tập trung. Khá tập trung với hơn 90% các anh chị trả lời là VCS. Một số lượng nhỏ trả lời là VSC là 6 anh chị. Ngoài ra có cả ANV nữa, ANV chúng ta có 1 anh chị trả lời. VSC cũng có 1.
Vâng, vậy thì chốt lại cổ phiếu may mắn chúng ta tuần này là cổ phiếu VCS, công ty VicoStone. Tại sao nó lại là VicoStone? Vâng, quay lại một chút, đây rất khi đưa ra một số những cái luận điểm bổ sung thêm cho các sự kiện mà đã đưa ra. VicoStone thì sở hữu cái thương hiệu đẳng cấp quốc tế, là một trong ba nhà sản xuất đá thạch anh có thể nói là cao cấp hàng đầu trên thế giới vào năm 2020. Về mặt xuất khẩu thì hiện tại nó đang được tiêu thụ trên hơn 50 quốc gia và vùng lãnh thổ khắp năm châu lục với hơn 10.000 đại lý và đối tác trên toàn thế giới, dưới cái sự hỗ trợ rất là đắc lực tới từ tập đoàn mẹ Finica ở cái thị trường chủ lực là thị trường Bắc Mỹ. Về lãnh đạo, như Jeffin có nói thì ông là một người cực kỳ tài năng, có tầm nhìn lớn và tham vọng, hiện thực được và hiện thực hóa được những cái tham vọng của mình. Cụ thể hơn nữa về ông Hồ Xuân Năng thì quý anh chị có thể tìm hiểu thêm. Jeffin đưa ra một số những cái thông tin thôi. Ông Năng thì còn được gọi là Năng Do Thái bởi cái tài năng kinh doanh xuất chúng không khác gì những gì mà người Do Thái vẫn hay thể hiện. Và về cái dữ kiện về thương vụ M&A có thể nói là rất nổi tiếng, thì trong giai đoạn năm 2011-2013 thì tình hình kinh doanh của VCS thì nó sa sút với sự cạnh tranh và bất hòa sâu sắc với cái nhóm cổ đông ngoại. Đấy, thì tại cái thời điểm đấy thì đại hội đồng cổ đông của VicoStone thì chấp thuận cho cái tập đoàn Finica, chính là đối thủ cạnh tranh của mình, được phép mua lại khoảng 51-58% cổ phần của VicoStone. Và từ đó đến cuối tháng 9 năm 2014 thì VicoStone đã mua lại được 20% cái lượng cổ phiếu đang lưu hành để làm cái cổ phiếu quỹ, và qua đó thì giúp làm tăng cái tỷ lệ biểu quyết của Finica lên cái mức là khoảng 72.5%. Đấy, và nếu chỉ dừng lại ở đó thôi thì câu chuyện chúng ta cũng không có gì đáng nói lắm, nếu như cái vị đại gia mà đứng sau cái thương vụ này lại không phải là ông Hồ Xuân Năng. Vâng, chính ông là ông chủ mới của Finica chỉ sau hơn 3 tháng Finica thâu tóm VicoStone. Đấy, và với việc mà bản thân mình nắm giữ được 90% cái vốn điều lệ của Finica thì ông Năng đã thâu tóm ngược lại cái tập đoàn này, đồng thời giúp ông nắm đủ số cổ phần để có thể kiểm soát luôn cả VicoStone. Đấy, và kể từ năm 2014 ông lên nắm quyền thì lợi nhuận của VicoStone đã tăng từ mức 2 con số lên mức 3 con số của năm, và từ đó cho đến nay thì lợi nhuận của VicoStone thì luôn thuộc top tăng trưởng, thuộc loại mạnh nhất ở trên sàn chứng khoán Việt Nam. Và năm 2020 vừa rồi lợi nhuận của nó đã đạt là mức 1.400 tỷ sau thuế. Đây có thể nói là những cái thành tựu mà vị lãnh đạo ông Hồ Xuân Năng đã là người lèo lái mà mang lại thành tựu hết sức là ấn tượng cho VicoStone. Vâng, và cơ bản thì chúng ta đã tìm được cổ phiếu may mắn của tuần này, đó là VCS của VicoStone. Vậy thì tiếp theo, ở phần tiếp theo như mọi lần, chúng ta sẽ cùng nhau đi quay số để tìm ra chủ nhân của con số may mắn của tuần này sẽ là con số bao nhiêu. Như thường lệ chúng ta sẽ quay số ở trên trang là random.com.vn. Với số nhỏ nhất chúng ta sẽ cài đặt là 1, số lớn nhất là 999, 299 ạ. Chúng ta có số là 299. Wow. Vâng, 299 tuần này chúng ta có, vâng, chúng ta có bạn Yến Nguyễn. Bạn Yến Nguyễn, câu trả lời là VCS 299. Vâng, bạn này thì tham gia cộng đồng di sản cổ phiếu từ tháng 10 năm 2020. Ok, vậy là ngày hôm nay chúng ta đã chỉ sau một lần quay số, chúng ta đã tìm ra được chủ nhân của con người có câu trả lời chính xác và con số may mắn nhất. Con số là 299, tương ứng với câu trả lời của bạn Yến Nguyễn, thành viên của cộng đồng từ tháng 10 năm 2020. Vâng, vậy thì admin của cộng đồng tích sản cổ phiếu sẽ sớm liên hệ với bạn Yến để có thể trao cho mình cái phần quà là khóa học đứng trên vai người khổng lồ, với hy vọng là bạn có thể sử dụng khóa học này một cách hiệu quả, sau đó sẽ giúp cho cái quá trình đầu tư cũng như là nghiên cứu cổ phiếu của mình trở lên bài bản và có một cái hành trình đầu tư hết sức hiệu quả sau này. Tiếp theo Nam sẽ cùng với anh chị chúng ta sẽ đi
xem các dữ kiện mấy chiếc phiên đưa ra cho mini game của tuần 7 là như thế nào nhé. Cổ phiếu của mini game tuần 7 chúng ta sẽ có chữ cái G. Vâng, G có thể nói là một doanh nghiệp, một trong những doanh nghiệp có vốn hóa lớn nhất trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Về triển vọng kinh doanh, G hoạt động ở trong một ngành mà về cơ bản S&P đánh giá là kể cả ngắn hạn và dài hạn thì đều rất khả quan. Nó là một trong những doanh nghiệp có thể nói là hưởng lợi nhất từ triển vọng đầu tư công, đấy, xây dựng cơ sở hạ tầng, và thêm vào đó là cái xu hướng dịch chuyển, cái việc mà cắt giảm sản xuất từ Trung Quốc. Điều kiện thứ ba, doanh nghiệp này thì sở hữu cái vị thế dẫn đầu, thì phần thì thuộc top 1 trên tất cả các sản phẩm trong mảng kinh doanh cốt lõi của nó. Đấy. Cụ thể hơn, mảng kinh doanh cốt lõi của G thì hiện chiếm 80% doanh thu và lợi nhuận. Đấy. G thì còn là doanh nghiệp nội địa duy nhất có chuỗi cung ứng hoàn chỉnh và các sản phẩm thành phẩm, với cả các sản phẩm thành phẩm và bán thành phẩm. Ngoài ra thì nó về mặt quy mô thì nó sở hữu cái lợi thế có thể nói là hiếm có, công nghệ sản xuất, quy trình sản xuất khép kín từ những khâu ban đầu, do đó mà có thể nói là cái giá thành sản xuất của G thì cạnh tranh hơn hẳn so với các doanh nghiệp nội địa cùng ngành, nên công ty có thể duy trì cái mức giá thấp hơn so với các đối thủ để đẩy mạnh tiêu thụ. Về mặt lãnh đạo thì S&P đánh giá là G là một doanh nghiệp có lãnh đạo nổi tiếng là có tâm, có tầm. Ông là một trong những doanh nhân thành đạt giàu có top đầu ở Việt Nam. Và dữ kiện cuối cùng, hiện tại thì G đang đầu tư mở rộng mạnh mẽ ở cả mảng kinh doanh cốt lõi cũng như là một số những cái mảng phụ trợ khác. Đấy. Tuy nhiên với cái việc mà mở rộng như thế này thì nó không ảnh hưởng đến cái tình hình tài chính của mình, và G vẫn là một trong những doanh nghiệp có cái tình hình tài chính có thể nói là lành mạnh nhất Việt Nam. Vâng, vừa rồi thì Nam đã cùng với quý anh chị chúng ta đi tìm được chủ nhân của câu trả lời chính xác và may mắn nhất trong tuần này với mã cổ phiếu VicoStone và chữ số là 299. Và với mini game của tuần 7 với mã cổ phiếu là chữ G, Ezefin rất mong nhận được những câu trả lời đến từ cái sự tìm tòi, nghiên cứu chi tiết hơn của quý anh chị. Nó sẽ giúp cho chúng ta có một cái hiểu biết sâu hơn, rõ ràng hơn về những cái cổ phiếu mà ngày hàng tháng chúng ta thị sản. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị ở mini game tuần sau.